Thưa cha, con đang bị viêm họng cho nên con nói nó không khó khăn. Một người thì là bướu cổ thì nói bé, một người viêm họng thì nói nhỏ. Tôi chả viêm gì, tôi nói to. Rồi. Con tên Tuấn ở Bình Thuận. Con có xin ơn ở đây cách đây 2 tháng. Anh của con bỏ đạo 46 năm. Thì con có xin khấn thì cha cũng trả lời là cha sẽ cầu nguyện cho. Và một tuần sau, anh con trả lời điện về nói anh con ở Phan Thiết. Nói giờ anh muốn trở lại đạo. Thì con đi làm vô trong cha xin giấy giới thiệu. Rồi cha chuyển ra ngoài Phan Thiết và cho anh xưng tội trước lễ. Và bây giờ anh đi lễ rất là sốt sắng. Hallelujah! Hallelujah! Chúng ta phải tôn vinh mạnh hơn nữa vì một người bao nhiêu năm bỏ được Chúa? Dạ 46. Bao nhiêu tuổi? Ảnh năm nay 60 mấy tuổi. Vâng, một người coi như 66 đi. Mà 46 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thử coi. Làm sao mà đang từ một người tội lỗi Chúa, một người con cáo, Chúa lại biến nó thành con chiên được, thưa anh chị em. Đấy, ngày hôm nay phép lạ, nước thành rượu vẫn xảy ra nhiều lắm. Nước thành rượu là chuyện vật chất, mà một con người đang tội lỗi 46 năm bỏ Chúa, mà bây giờ Chúa biến đổi con cáo ấy thành một con chiên, bây giờ rất là ngoan và đi lễ, sốt sáng. Đó là ơn thứ nhất. Còn dạ con có ơn về vật chất, tức là trong công việc làm ăn của con thì nó cũng gặp bế tắc. Người ta định xù tiền của con, nhưng mà 2 năm thì con cũng cầu nguyện, thì cha cũng trả lời. Và tự nhiên cái người ta trả tiền cho con, rồi con có tiền con mua nhà được cho con của con. Số tiền cũng khá lớn. Con cảm ơn cha. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho ông anh 46 năm bỏ Chúa của anh ấy một cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, và tặng cho anh ấy tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Vì 46 năm anh ấy đã bỏ Chúa, nhưng Chúa không có bỏ anh nha. Và đây là cái đề can Chúa Giêsu và mẹ Ban Ơn để cho anh gắn chặt lấy Chúa. Vì giữa những lúc mà anh bế tắc nhất thì lời chuyển cầu của mẹ, đây là đề can Đức Mẹ Ban Ơn. Dĩ nhiên là không phải là mẹ là người trực tiếp ban ơn, nhưng mẹ cầu bầu cùng Chúa, như là mẹ đã nói trong tiệc cưới Cana, họ hết rượu rồi, để Chúa ban ơn xuống cho chúng ta. Đây là hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn nha. Xin Chúa chúc lành cho anh năm mới được mọi sự bình an. Rồi mời cô lên đây.